Ukraine phát lệnh bắt cựu tổng thống Yanukovych. Một tòa ở thủ đô Kiev phát lệnh bắt cựu tổng thống Viktor Yanukovych vì cáo buộc đưa người trái phép qua biên giới Ukraine 8 năm trước. Ngày 23 tháng 2 năm 2014, Yanukovych cùng nhân viên an ninh nhà nước và đại diện của Nga với sự trợ giúp của ba trực thăng lực lượng vũ trang Nga đã vượt biên giới trái phép và đưa ít nhất là 20 người qua biên giới từ Urus, Donetsk đến thành phố Anapa của Nga. Theo thông báo được văn phòng tổng công tố Ukraine đăng trên Telegram hôm nay. Theo đó, tòa án quận Pichesko ở Kiev quyết định áp dụng biện pháp kiềm chế dưới hình thức giam giữ đối với cựu tổng thống Yanukovych. Hiện chưa rõ ông Yanukovych đang ở đâu. Theo văn phòng tổng công tố tổ Ukraine, ông đã đến thành phố Alnapa. Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform hồi tháng 3 đưa tin Yanukovych đang ở thủ đô Minsk của Belarus. Yanukovych, người có xu hướng thân Nga, là tổng thống tổ Ukraine từ năm 2010 đến năm 2014. Phong trào biểu tình Maidan nổ ra cuối năm 2014 sau khi Yanukovych từ chối một thỏa thuận lớn với Liên minh châu Âu, khiến ông bị phế truất và phải chạy sang Nga. Sau khi Yanukovych rời Ukraine, Nga sát nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý tại bán đảo và được cho là hỗ trợ các nhóm dân quân ly khai tại miền đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái mô tả phong trào nổi dậy lật đổ cựu tổng thống Yanukovych là cuộc đảo chính vũ trang chống lại hiến pháp Ukraine do Mỹ giàn dựng.